Top 5 dự án Layer Zero tiềm năng. Nếu bạn là một nhà đầu tư hoặc đang tìm kiếm những dự án tiềm năng của giao thức Layer Zero thì đây chính là video dành cho bạn. Thông tin chi tiết về từng dự án, các đặc điểm nổi bật, tokenomics cùng với các tiềm năng đặc biệt của chúng. Tất cả sẽ được Eric phân tích ở trong video ngày hôm nay. Mọi người nhớ theo dõi hết video này. Giao thức Layer Zero là gì? Trước khi xem xét các dự án tiềm năng thì chúng ta hãy tìm hiểu một chút về Layer Zero nhé. Thì đây là một giao thức cho phép các nhà phát triển khởi chạy trên blockchain Layer 1. Mục tiêu của giao thức này là trở thành một nền tảng cơ bản tương tự như Bitcoin hoặc Ethereum nhằm giải quyết các vấn đề về mở rộng công nghệ blockchain và cung cấp khả năng giao tiếp hiệu quả. Nhìn chung thì tiềm năng của Layer Zero rất lớn trong việc giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng của công nghệ blockchain cũng như tạo ra một hệ sinh thái blockchain linh hoạt và hiệu quả hơn. Với những tiềm năng mà giao thức này mang lại, hiện tại đã có rất nhiều dự án tích hợp trên Layer Zero. Trong video này, Eric sẽ giới thiệu cho mọi người 5 dự án mà cá nhân mình đánh giá nó sẽ bùng nổ và mang lại tiềm năng lớn cho các nhà đầu tư. Những dự án đó là Layer Zero, Stargate Finance, Radiant Capital, Linpuki và cuối cùng là TraderZo. Layer Zero. Dự án này được xem là giao thức on-chain đầu tiên cho phép các nhà phát triển xây dựng những giải pháp di chuyển tài sản trực tiếp trên tất cả các blockchain một cách an toàn và hiệu quả. Hiện tại, dự án Layer Zero mặc dù chưa phát hành token ra thị trường, nhưng cộng đồng đã lưu truyền rộng rãi đoạn code về token ZRO sẽ là native token của Layer Zero. Để biết thêm thông tin mới nhất về dự án này thì mọi người có thể theo dõi qua Telegram, Twitter, Discord và website nhé. Một trong những đặc điểm nổi bật của dự án là tính phổ biến. Hiện tại thì Layer Zero đã hỗ trợ 7 blockchain khác nhau. Tiếp theo là chi phí thấp với tốc độ cao bằng việc sử dụng công nghệ xử lý thông tin xác thực thông qua Linode trên blockchain. Với Layer Zero, người dùng có thể chuyển đổi trực tiếp các token từ chain này sang chain khác. Đội ngũ phát triển của dự án bao gồm những cá nhân có kinh nghiệm rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ và blockchain như là Celeb Bannister, Ryan Zarek hay Brian Pellegrino. Dự án này đã huy động được nhiều quỹ đầu tư lớn mặc dù chưa chính thức ra mắt token. Cụ thể vào ngày 16 tháng 9 năm 2021 ở vòng Syria, Layer Zero đã huy động thành công 6,3 triệu USD được dẫn đầu bởi Multicoin và Binance Labs. Tiếp theo vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, dự án lại huy động thành công lên đến 135 triệu USD bởi các nhà đầu tư lớn như là Sequoia Capital, A16Z cùng với sự tham gia của một số quỹ khác. Gần đây, ngày 4 tháng 4 năm 2023 ở vòng Series B, dự án đã kêu gọi được các quỹ đầu tư lớn như là NGC Ventures, Samsung Next, v.v. Sau khi tìm hiểu và phân tích kỹ càng dưới góc nhìn cá nhân của mình, thì Layer Zero trong tương lai sẽ còn nhiều tiềm năng và dần trở thành một xu thế rõ rệt hơn. Hiện tại, có thể nhu cầu của thị trường chưa cần đến quá nhiều các giải pháp Layer Zero, nhưng nếu crypto và blockchain được tiếp cận rộng rãi hơn, thì chắc chắn dự án này sẽ bùng nổ. Chúng ta sẽ tiếp tục với dự án tiềm năng tiếp theo ở phần sau của video nhé. Mọi người hãy cùng mình khám phá. Stargate Finance. Ra mắt vào tháng 3 năm 2022, nó đã tận dụng cơ sở hạ tầng của blockchain Layer Zero để xây các pool thanh khoản, từ đó hình thành các mạng thanh khoản xuyên chuỗi kết nối các blockchain mà Layer Zero hỗ trợ. Tầm nhìn của Stargate Finance là biến việc chuyển giao thanh khoản xuyên chuỗi trở thành một quy trình giao dịch đơn giản và liên mạch giữa các blockchain. Anh em có thể thấy, ở thời điểm hiện tại thì Stargate Finance đang có mức giá là 0,4144 USD, còn về vốn hóa thị trường, như mình đang xem ở trên CoinMarketCap thì nó đang ở mức là 84,67 triệu USD. Nhìn chung thì vốn hóa của dự án này ở thời điểm hiện tại khá nhỏ. Ngoài ra tổng cung của nó đang là 1 tỷ đồng coin với số cung đang lưu hành tại thời điểm này là 204 triệu token STG. Còn về token allocation được phân bổ như sau. Đầu tiên, đội ngũ phát triển và quản lý dự án sẽ nhận được 18%, trong khi nhà đầu tư sẽ có cùng mức phân bổ 18%. Sự ra mắt ban đầu của giao thức được hỗ trợ với 15% tỷ lệ phân bổ. Chương trình khuyến mãi và khai thác ban đầu được cấp 2%. Ngoài ra, DEX với đường cong liên kết sẽ nhận được tổng cộng là 17% tỷ lệ phân bổ. Cuối cùng, một phần lớn nguồn cung là 30% cung token dành riêng cho cộng đồng. Hiện tại, STG đã có thể giao dịch trên nhiều sàn như Binance, Coinbase, FTX, PancakeSwap, v.v. Ngoài ra, mọi người có thể cập nhật thêm thông tin ở trên Telegram, website và Twitter của Stargate nhé. Có thể thấy, Stargate Finance là bridge đầu tiên giải quyết vấn đề nan giải của việc di chuyển token xuyên chuỗi. Có 3 đặc điểm nổi bật khi nhắc đến Stargate Finance. Thứ nhất là tính bảo mật dựa trên công nghệ xác minh chéo giữa Oracle và Relayer của Layer Zero. Người dùng và ứng dụng có thể tin tưởng rằng khi họ thực hiện thành công một giao dịch trên chuỗi nguồn, giao dịch đó sẽ đến chuỗi đích với độ an toàn cao. Thứ hai là native access. Điều này có nghĩa là người dùng và các ứng dụng giao dịch các native access trong các pool thanh khoản thay vì sử dụng các wrapped token. Điều này giảm bớt việc yêu cầu giao dịch bổ sung để có được các token mong muốn. Điểm nổi bật thứ ba là tính thống nhất thanh khoản. Stargate Finance cho phép người dùng truy cập chung của một nhóm thanh khoản duy nhất trên nhiều chuỗi, tạo ra thanh khoản sâu hơn cho người dùng và ứng dụng trên nhiều chuỗi. Stargate Finance hứa hẹn sẽ mang đến nhiều lợi ích hấp dẫn cho người tham gia với các tính năng độc đáo. Đối với các nhà cung cấp thanh khoản, dự án này sẽ tạo cơ hội để họ cung cấp vốn cho Stargate Protocol
và nhận phần thưởng là STG. Điều này tạo ra động cơ để tham gia vào mạng lưới thanh khoản của dự án, đồng thời kiếm lợi nhuận từ việc cung cấp thanh khoản. Bên cạnh đó, VESTG là một cơ hội cho những người nắm giữ STG token để khóa số lượng STG của họ trong một khoảng thời gian nhất định và nhận VESTG. Thời gian khóa càng lâu, người dùng nhận được càng nhiều VESTG. VESTG không chỉ mang đến quyền tham gia vào quản trị Stargate Protocol mà còn có nhiều quyền lợi khác, tạo điều kiện cho sự cam kết dài hạn và tham gia tích cực vào hệ sinh thái của dự án. Hiện tại thì dự án này đã thiết lập các mối quan hệ đối tác với một số blockchain và các dự án cung cấp dịch vụ thanh khoản cross-chain, bao gồm Arbitrum, Optimism, Avalanche, SushiSwap và OniBTC. Điều này đồng nghĩa rằng Stargate Finance đã xây dựng một hệ thống hỗ trợ tính thanh khoản giữa nhiều blockchain khác nhau, tạo ra một môi trường đa dạng cho người dùng và ứng dụng. Với việc quỹ đầu tư Alameda Research công bố đã mua toàn bộ 25 triệu STG token ở vòng auction, thì có thể thấy đây là một dự án khá tiềm năng trong tương lai, nhất là khi Stargate Finance có thể giải quyết các vấn đề còn đang tồn đọng của các bridge hiện tại. Hơn nữa, việc áp dụng công nghệ Layer 0 cũng là DApp đầu tiên được xây dựng trên công nghệ mới mẻ này. Stargate Finance cho thấy tiềm năng về một tương lai mà tất cả các giao dịch giữa các blockchain có thể thực hiện một cách dễ dàng. Ngoài ra, có nhiều cách để anh em có thể kiếm được tiền trên Stargate Finance, HOSTG, Farming, v.v. Nhưng hãy luôn nhớ nghiên cứu thật kỹ trước khi đầu tư nhé. Tiếp theo, Eric sẽ giới thiệu với mọi người một dự án cũng không kém phần tiềm năng. Mọi người hãy theo dõi ở phần 3, Radiant Capital. Đây là một trong những nền tảng vay và cho vay phổ biến trên hệ sinh thái Arbitrum và là dự án được tích hợp trên Layer 0. Nền tảng này cho phép người dùng gửi tài sản vào giao thức để lấy lãi và có thể sử dụng nó để thế chấp vay ra nhiều tài sản khác, kiếm thêm lợi nhuận. Radiant Capital hướng tới mục tiêu trở thành money market đầu tiên sử dụng mô hình Omnichain, nơi người dùng có thể vay và cho vay các tài sản trên bất kỳ chain nào. Dự án này được list trên sàn Binance vào ngày 30 tháng 3 năm 2023. Theo như giá hiện tại thì nó đang có mức giá là 0,2163 USD với tổng vốn hóa thị trường là 70,27 triệu USD. Một con số tương đối thấp, thấp hơn so với dự án Stargate Finance. Tiếp theo, mọi người có thể thấy tổng nguồn cung của nó là 1 tỷ đồng coin, nhưng lượng cung lưu hành lại lớn hơn so với Stargate Finance là 324,84 triệu USD. Token allocation của dự án đã xác định một cách hợp lý để đảm bảo tính công bằng và hấp dẫn, cụ thể là 50% được dành cho các nhà ứng dụng và người vay, 20% cho những ưu đãi và pool 2, 20% tiếp theo là của nhóm phát triển, với tỷ lệ 7% là những đóng góp cốt lõi và hệ sinh thái, còn lại 3% khác dành cho kho bạc. Điều này tạo ra một phân phối tỷ lệ hợp lý, khuyến khích sự tham gia và đóng góp từ hệ sinh thái toàn cầu. Mọi người có thể giao dịch RDNT thông qua các sàn tập trung như Gate, BSC, BKEX và Bitget, v.v. Ngoài ra, RDNT cũng có sẵn trên các sàn phi tập trung như là Uniswap, TradersZone V2, Solid Lizard, v.v. Và mọi người có thể cập nhật thêm các thông tin của dự án thông qua Telegram, Twitter, Discord và website nhé. Trong thị trường, nếu dự án chỉ tồn tại hai sản phẩm chính là vay và cho vay thôi là chưa đủ. Để có thể trở nên nổi bật hơn, RDNT còn sở hữu một vài tính năng vượt trội giúp nó tỏa sáng hơn so với các dự án cùng ngành khác. Thứ nhất là khả năng tương tác cross-chain cao. Thông qua việc xây dựng trên Layer 0 mà người dùng có thể rút và gửi tài sản qua các chain khác một cách dễ dàng bằng cách tự động hóa lặp lại chu kỳ gửi và vay thường xuyên sẽ giúp người dùng gia tăng giá trị tài sản thế chấp. Thứ hai là phí giao dịch được giảm thiểu tối đa. Việc tận dụng lợi thế của Arbitrum nên phí giao dịch của Radiant Capital sẽ được giảm thiểu trong khi vẫn đảm bảo duy trì sự an toàn. Ngoài ra, Radiant còn có khả năng bảo mật cao chống lại các cuộc tấn công. Nền tảng này đã chi hơn 2 triệu USD cho các cuộc kiểm tra bảo mật do Layer 0 và Stargate triển khai. Bên cạnh đó, RDNT cũng được truy thuế kiểm toán bởi Solidity Finance và Berkshire. Hơn nữa, nhờ việc loại bỏ trung gian nên nền tảng này mang đến cho người dùng trải nghiệm tối ưu nhất. Khi anh em tham gia vào dự án Radiant Capital thì sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng giá trị. Thực tế nhất thì vừa rồi, ngày 15 tháng 3 năm 2023, nền tảng Radiant đã trả cho người dùng lock RDNT số tiền thưởng khoảng 6,18 triệu USD. Đáng chú ý, Radiant Capital không tập trung vào việc gọi vốn từ bên ngoài, mà thay vào đó, kinh phí phát triển dự án được huy động từ đội ngũ phát triển và các nhà sáng lập dự án. Nhưng bên cạnh đó, Layer 0 là đối tác quan trọng nhất của Radiant. Đội ngũ cũng đang hợp tác với Layer 0 Lab trong việc kiểm tra hợp đồng thông minh. Radiant cũng đã tích hợp Stargate vào giao diện của mình để thực hiện sứ mệnh Omnichain mà cả hai đội đang chung sức để theo đuổi. Có thể thấy, Radiant Capital là một nền tảng DeFi chuỗi chéo toàn diện và độc đáo, cung cấp cho khách hàng của họ nhiều tính năng hấp dẫn cũng như lợi nhuận thực tế. Với những nỗ lực từ đội ngũ phát triển, Radiant Capital là một trong những nền tảng cho vay có tổng giá trị tài sản lớn nhất tại thời điểm hiện tại trên mạng Arbitrum. Trong tương lai gần, khi mà Arbitrum đang ngày càng được chú ý và dòng tiền vẫn tiếp tục đổ về hệ sinh thái, thì chắc chắn dự án này còn có nhiều điều kiện để phát triển hơn nữa. Nếu như anh em kỳ vọng vào dự án này thì có thể thêm nó vào danh sách theo dõi để có thể tìm hiểu kỹ hơn trước khi đầu tư nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một dự án mà mình đánh giá cũng khá tiềm năng để anh em có thể tham khảo nhé. Lepuki, bộ sưu tập NFT đầu tiên tích hợp công nghệ Layer 0. Dự án này là đàn em của Pudgy Penguin. Bộ sưu tập đã có nhiều drama trong quá khứ, nhưng sau khi đổi chủ thì nó mới chính thức lột xác và ngày càng phát triển, từ đó trở thành một trong những bộ sưu tập NFT blue chip trên thị trường. Nó là chính thức tích hợp thành công với Layer 0, cho phép NFT Pudgy được di chuyển giữa nhiều blockchain khác nhau như là Ethereum, Arbitrum, Polygon và BNB Chain.
Lil Pudgy ra mắt vào tháng 12 năm 2021. Trong bối cảnh, Pudgy Penguin đã trở thành một trong những bộ sưu tập NFT với giá cả vô cùng đắt đỏ, lên đến gần 10.000 USD. Ở thời điểm hiện tại, mình xem trên OpenSea thì mức giá sàn của nó đang là 0.4069 ETH với tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 23.076 ETH. Tính đến hôm nay thì đã có tổng cộng là 22.222 NFT do 7.672 chủ sở hữu duy nhất, với những đặc điểm khác nhau như là làn da, mũ, áo, vật dụng cầm tay, trang bị, vân vân. Tất cả những yếu tố trên sẽ tạo nên mức độ quý hiếm của một NFT. Hiện tại mọi người có thể giao dịch Lil Pudgy trên nhiều nền tảng NFT marketplace như là OpenSea, Lucre, Blue, Tofu NFT và Magic Eden. Mọi người có thể theo dõi thêm thông tin của dự án trên website, Twitter, Discord và Instagram nhé. Về đặc điểm của NFT thì Lil Pudgy có phần đa dạng hơn so với Pudgy Penguin, bao gồm nhiều hình dạng độc đáo để lựa chọn. Trong đó, bộ Legendary và Pudgy Knight là có giá trị cao nhất. Người sở hữu Lil Pudgy có quyền truy cập vào một số dịch vụ độc quyền, chẳng hạn như là thực hiện các dịch vụ thương mại, có thể tham gia các sự kiện do Pudgy Penguin tổ chức và có cơ hội nhận được airdrop NFT Lil Pudgy. Ngoài ra, người dùng có thể tạo thêm các cộng đồng mới dưới sự phê duyệt của dự án. Hiện tại, cộng đồng Pudgy Penguin rất đa dạng với nhiều lĩnh vực và các vùng miền khác nhau. Vừa rồi, ngày 9 tháng 5 năm 2023, Lil Pudgy thông báo kêu gọi thành công 9 triệu USD từ các nhà đầu tư như là Big Brand Holding, Kronos Research, Layer Zero Labs, Old Fashion Research và Grid Ventures. Dự án Lil Pudgy đang tự hào là một bộ sưu tập NFT độc đáo và có tiềm năng trở thành blue chip trong thị trường NFT nói chung. Với khái niệm on-chain, dự án đã mang đến một cách tiếp cận mới cho thị trường NFT. Tuy nhiên, để mở rộng tầm ảnh hưởng và tiềm năng tạo ra giá trị trong thị trường NFT đang phát triển nhanh chóng, thì Lil Pudgy sẽ phải kỳ vọng cao vào sự bùng nổ của NFT finance trên nhiều blockchain khác nhau. Với những người đam mê DeFi, đặc biệt là những người quan tâm đến hệ sinh thái Avalanche, thì chắc chắn sẽ rất hứng thú với dự án cuối cùng mình sắp chia sẻ ở đây. Vậy thì nhớ xem hết video này để khám phá dự án tiềm năng này là gì nhé. Trader Joe là AMM lớn nhất đang tích hợp với Layer Zero được xây dựng trên blockchain Avalanche. Trader Joe là một nền tảng DeFi mới mẻ nhưng lại có lợi thế hơn so với các dự án AMM hiện tại. Nhờ tích hợp thêm các tính năng đặc biệt như là cho vay và giao dịch đòn bẩy nên đã thu hút được rất nhiều dòng tiền chảy vào dự án. Trader Joe hướng tới một nền tảng DeFi đa dạng các sản phẩm khác nhau như là AMM, vay và cho vay, NFT marketplace với hy vọng sẽ thu hút được sự quan tâm của cộng đồng. Tháng 2 năm 2023, Trader Joe thông báo tích hợp Layer Zero thành công với mục tiêu đưa native token Joe có thể sang nhiều blockchain khác nhau như Arbitrum, BNB Chain hay là Avalanche. Trader Joe cũng chia sẻ rằng đây chỉ là bước đầu của Joe, nó có thể có mặt trên nhiều blockchain hơn nữa trong tương lai. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét thông tin hiện tại về token Joe nhé. Anh em có thể thấy ở đây thì nó đang nằm ở mức giá là 0.2267 USD với tổng vốn hóa trên thị trường là 76.26 triệu USD. Một con số nhìn chung cũng đang ở mức tương đối ổn định. Nhưng đặc biệt thì có thể thấy được lượng cung lưu hành đạt 336.44 triệu USD, gần bằng tổng cung là 500 triệu USD. Có thể gợi ý rằng còn lượng lớn token chưa được phát hành, hoặc nếu dự án không có nhu cầu tăng cung cấp thì có thể tạo ra một áp lực giá lên token khiến nó trở nên khan hiếm và đẩy giá lên cao. Joe token được phân phối một cách hấp dẫn như sau: 50% cho những người cung cấp thanh khoản đảm bảo tính thanh khoản, 20% vào quỹ đảm bảo sự phát triển bền vững, 20% cho nhóm phát triển để thúc đẩy sáng tạo và phát triển sản phẩm, và cuối cùng là 10% sẽ dành cho các nhà đầu tư tiềm năng trong tương lai, tạo điều kiện để thu hút vốn cho sự thành công của dự án. Hiện tại, Joe đã được giao dịch trên một số sàn lớn như là Binance, FTX, Crypto.com, Gate, MSC, v.v. Và thông tin mới nhất của dự án sẽ được cập nhật trên website, Telegram, Twitter và Discord. Về đặc điểm nổi bật thì Trader Joe ngoài việc là một AMM thì còn tích hợp thêm nhiều tính năng như canh tác năng suất, cho vay, đặt cược, v.v. với mục đích là trở thành nền tảng tổng hợp và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Ngoài ra, người dùng có thể đổi token lấy LP token chỉ với một click thông qua tính năng ZApp, một tính năng mới mẻ trên AMM. Đặc điểm nổi bật thứ hai phải kể đến là chi phí thấp và tốc độ xử lý nhanh chóng, bởi Banker Joe cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng cho vay hoặc đi vay một số tài sản mã hóa, đồng thời có thể triển khai chiến lược đầu tư DeFi linh hoạt trên mạng lưới Avalanche. Hơn nữa, Trader Joe là một trong những dự án đầu tiên lên kế hoạch thực hiện lệnh giới hạn nhằm khắc phục điểm yếu của các sàn DEX trong việc trượt giá. Nếu thành công, nó sẽ có thêm lợi thế đáng kể ở trên thị trường tài chính phi tập trung. Dự án này đem lại nhiều lợi ích hấp dẫn cho người tham gia. Trước hết, nó loại bỏ sự phụ thuộc vào các bên trung gian, giúp người dùng giao dịch các loại token một cách trực tiếp. Bên cạnh đó, Joe cũng cung cấp dịch vụ DeFi đa dạng cho phép người dùng tận dụng cơ hội kiếm lợi nhuận thông qua việc sở hữu và giao dịch token. Với tổng giá trị bị khóa lên đến 4 tỷ USD, Joe thể hiện tính thanh khoản cao, giúp tăng cường khả năng giao dịch và giảm rủi ro cho người dùng. Theo như thông tin mà Eric biết được thì vào ngày 2 tháng 9 năm 2021, Trader Joe đã kêu gọi thành công 5 triệu USD với sự dẫn đầu của Definance Capital, GBV Capital và Mechanism Capital. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của 3
Row Capital, tờ Avalanche Foundation. Về đối tác thì Benzo đang sử dụng nguồn cấp dữ liệu giá từ Chainlink để xác định hạn mức khoản vay và cơ chế thanh lý cho các tài sản, giúp cho người đi vay có được khoản vay với tỷ giá thị trường hợp lý. Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng Rome Terminal để tương tác trực tiếp với TraderZone thông qua sao diện của nó, truy cập vào các phần phân tích và biểu đồ nâng cao. Theo đánh giá riêng của mình thì TraderZone có thể tổng hợp nhiều tiện ích cho người dùng trên cùng một nền tảng giao dịch, chắc chắn sẽ khiến dự án nổi bật trên thị trường. Ngoài ra, dự án còn là DEX đầu tiên trong hệ sinh thái Avalanche. Nó có tiềm năng phát triển rất lớn khi hướng đến mục tiêu khắc phục những vấn đề mà Ethereum DeFi chưa thể giải quyết. Do đó, nếu Avalanche có thể phát triển và trở thành một nền tảng phổ biến như là Ethereum, Polkadot trên thị trường thì nhiều nhà đầu tư có thể mong đợi vào sự thành công của TraderZone, giống như Uniswap hoặc SushiSwap trong hệ sinh thái Ethereum. Chúng ta đã điểm qua các dự án tiềm năng của Layer 0 và như anh em có thể thấy, hệ sinh thái này đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực DeFi và NFT trên nền tảng Avalanche. Ngoài ra thì có một số dự án tiềm năng đang trong quá trình phát triển như là Raytrade, nền tảng Perpetual với tham vọng to lớn, Cedro Finance, Lending và Borrowing với tầm nhìn Omnichain và Casper Lab, DEX, Arigato, hứa hẹn đầy tham vọng với Crosschain. Điều này không chỉ tạo ra nhiều cơ hội đầu tư mà còn thúc đẩy đổi mới và sáng tạo trong ngành công nghệ tài chính phi tập trung. Nếu mọi người đang quan tâm đến thế giới Layer 0, hãy tiếp tục theo dõi và nghiên cứu thêm các dự án tiềm năng của nó nhé. Chúng tôi là Farm Trading sẽ không ngừng cập nhật các thông tin mới nhất về sự phát triển của hệ sinh thái này và những cơ hội cho mọi người trong tương lai. Đừng quên ủng hộ cho mình bằng cách đăng ký, like và chia sẻ video nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.